Đội quân bí mật chuyển khí tài cho Ukraina đặt hàng súng trường Adams có ngay sau 7 tiếng. Bất chấp địa vị, danh tiếng và bất chấp cả nguy hiểm, những tình nguyện viên này quyết bám trụ để làm nhiệm vụ bí mật, vận chuyển khí tài cho quân đội Ukraina. Họ đi lại trong một nhà kho bí mật ở ngoài ô ngồi trên chiếc võng ở góc phố hoặc trên chiếc xe nào đó để chờ đợi những chiếc xe van màu đỏ len lỏi qua những ngôi làng nhỏ và trên những con đường dài sỏi. Theo tờ Washington Post, họ là tình nguyện viên chuyên bốc rỡ khí tài quân nhu Họ đến từ mọi miền đất nước, mọi lĩnh vực nghề nghiệp, chủ yếu là trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình Ukraine như các nhà quay phim, chuyên gia trang điểm. Họ bốc rỡ hàng chục hộp thức ăn tự hâm nóng, sau ống ngắm súng trường nhiệt, một bộ liên lạc vệ tinh và 10 máy bay không người lái UAV trị giá 8.000 đô la Mỹ mỗi chiếc. Những con đường mà những chiếc xe tải này đi qua mỗi ngày từ biên giới Ba Lan đến nhà kho Lvov, đến những nơi như Kiev, Sumy và Kharkov minh họa một thực tế đáng sợ của chiến tranh. Những tình nguyện viên nổi tiếng, Trước khi Nga mở chiến dịch quân sự, người đàn ông 34 tuổi Vladislav Salop là một nhà quay phim chuyên quay quảng cáo cho Apple, BMW và Mercedes. Anh làm việc cho một xưởng phim tại Kiev. Bây giờ anh ấy đang quản lý tất cả số khí tài bí mật chuyển đến cho Ukraine, một người bạn và cựu giám đốc sản xuất của xưởng phim cho biết. Chúng tôi trở thành những kẻ buôn lậu khí tài Salop thực sự chỉ đang quản lý một phần nhỏ trong số lượng khí tài không thể đo đếm đang được đưa vào Ukraina qua các tuyến không chính thức và bí mật để hỗ trợ quân đội nước này. Ước tính đội ngũ của Anh đã mua được số khí tài vật tư trị giá hơn 1 triệu đô la Mỹ cung cấp cho quân đội Ukraina. Các tổ chức phi lợi nhuận đã gửi các vật tư y tế cơ bản và nhu yếu phẩm như tã lót và nước trong những ngày đầu chiến sự và nay tiếp tục chuyển các loại thuốc khó kiếm, vật tư y tế và thiết bị quân sự chuyên dụng. Con đường tới Kiev những ngày qua, lần đầu tiên kể từ khi chiến sự bùng nổ, có nhiều người đến hơn là đi. Elizabeth Sigoska đang đi nghỉ ở Ai Cập khi quân Nga tiến vào Ukraine. 5 giờ sáng 24 tháng 2, chiến lược ra về thương hiệu 32 tuổi thức dậy khi biết tin và gọi điện cho bạn trai chính là Salop. Chiến tranh đã bắt đầu, cô nói. Sigoska đặt vé máy bay đến Berlin vài ngày sau đó rồi đi xe đến biên giới để gặp bạn trai. Salop đã kết nối với một giám đốc điều hành của một công ty tiếp thị kỹ thuật số ở Kiev người đang tập hợp một mạng lưới các chuyên gia trẻ có học thức để cùng hành động. Những người bạn của anh trong lĩnh vực ngân hàng, song bạc, dược phẩm và công nghệ thông tin tập hợp lại để tạo thành đội quân công nghệ thông tin. Hơn 200 người làm việc cho chi nhánh công nghệ thông tin chính thức của Ukraine. Sau khi nguồn tiền cạn kiệt, các thành viên đã kêu gọi những người bạn giàu có trên khắp châu Âu hỗ trợ. Ban đầu số tiền quyên góp đến nhanh và nhiều, một số người chuyển tiền mặt nhưng cũng có một số mạnh thường quân yêu cầu hình thức mua cung cấp nhưng đều được các quân đội tình nguyện nỗ lực đáp ứng khi đội quân công nghệ thông tin chứng minh được khả năng trong việc cung cấp mũ và áo giáp cho các đơn vị quân đội, những binh sĩ bắt đầu mong muốn các mặt hàng khó kiếm hơn. Một thành viên của nhóm bắn tỉa đã yêu cầu một khẩu súng trường Adams MP 2 Ngay lập tức, quân đội này đã tìm được ở Lvov và giao trong vòng 7 giờ. Ba tuần trước, một người đàn ông ở Ba Lan quyết định bán 6 chiếc xe bọc thép màu đen cho đội quân công nghệ thông tin này. Trong vòng 2 ngày, các phương tiện này đã được vận chuyển đến Kiev. Thách thức ở phía trước cho đến nay, đội quân công nghệ thông tin đã cung cấp mũ quân sự của Israel, UAV từ Anh, kính nhìn nhiệt từ Pháp, công cụ tìm phạm vi laser từ Canada, vệ tinh Starlink từ Hà Lan, máy in 3D, áo giáp từ Ba Lan và các bữa ăn cho binh sĩ từ Mỹ. Tuy nhiên, Kosygoska cho biết các khoản quyên góp đã bắt đầu chậm lại. Tại một thời điểm nhất định, chúng tôi không có tiền để quyên góp và giờ đây tất cả những người bạn của chúng tôi, bạn bè của chúng tôi, họ đã cống hiến tất cả những gì có thể. Trong khi sigoska chia sẻ hình ảnh về chuyến đi trên trang Instagram của đội quân công nghệ thông tin, Sergei Vorobiov đã tìm một chiếc xe tải dành riêng cho Kiev. Vorobiov, 36 tuổi, đã bốn lần lái xe đến thủ đô, thường là lái xe qua các vùng ngoại ô phía nam để tránh giao tranh ở phía tây Kiev. Khi đội quân công nghệ thông tin thiết lập tuyến đường Lvov-Kiev, Vorobiov đã tình nguyện lái xe và anh đã từng một lần may mắn thoát chết trong làn bom đạn. Càng đến gần Kiev, bạn càng bắt đầu nhìn thấy bóng ma chiến tranh. Nhưng tôi chỉ nghĩ về ngày hôm nay. Tôi ở đây bây giờ. Bây giờ tôi là một phần nhỏ trong chiến lược phản công của Ukraina, Anh nói. Một nhà sản xuất phim có trụ sở tại London đã quyết định hỗ trợ UAV cho Ukraina và tổ chức một mạng lưới bạn bè để giúp đưa vũ khí này đến Hà Lan bằng phà từ đó, qua Đức, Áo, Cộng hòa Séc và Ba Lan, giáp biên giới Ukraina. Sau khi dừng ở Lvov để thay đổi phương tiện, cuộc hành trình tiếp tục qua các vùng ngoài ô Kiev đầy vỏ đạn. Vorobyov đã gặp một tình nguyện viên khác tại địa điểm bí mật ở Kiev. Các tình nguyện viên đã phân loại hàng hóa thành 6 loại, đóng thành 10 địa điểm ở phía Bắc, Đông và Đông Nam. Cuối cùng, những người liên lạc quân sự chịu trách nhiệm lấy hàng tiếp tế đã được gọi đến và thông báo rằng họ đã sẵn sàng. Giữa Anh và Kiev, những chiếc UAV đã 6 lần đổi chủ và di chuyển hơn 2.400 km. Một người lính ở Chernihiv khi nhận được chiếc UAV trong số này đã hét lên sung sướng. Có nói chúng ta sẽ đánh bại Nga, người lính này nói. Cùng ngày các UAV được chuyển giao xung quanh Kiev và ở phía Bắc, lực lượng Nga bắt đầu rút dần về phía Đông. Đó là nơi mà nhóm của Alex có thể tái ngộ trong tình thế mà nhiều người lo sợ sẽ là trường đẫm máu nhất của cuộc xung đột. Mỹ có thể sắp hỗ trợ thêm 750 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Hai quan chức Mỹ nói chính quyền Tổng thống Biden đang chuẩn bị tăng thêm đáng kể nguồn cung cấp khí tài cho Ukraine với gói hỗ trợ 750 triệu đô la Mỹ. Chính quyền tổng thống Joe Biden được cho là sẽ thông báo gói hỗ trợ mới trị giá 750 triệu đô la Mỹ cho Ukraine trong 24 đến 48 giờ tới. Theo hai quan chức Mỹ giấu tên am hiểu vấn đề. Họ cho biết theo kế hoạch sơ bộ được lưu hành giữa các quan chức chính phủ và nhà lập pháp Mỹ, gói hỗ trợ mới sẽ bao gồm trực thăng Mi-17, xe bọc thép Humvee, máy bay không người lái bảo vệ bờ biển cũng như quần áo bảo hộ trong trường hợp có các cuộc tấn công bằng khí tài hóa học, sinh học hoặc hạt nhân. Một trợ lý cấp cao của Quốc hội Mỹ nói thêm rằng các thiết bị hỗ trợ có thể bao gồm cả hệ thống pháo mặt đất hạng nặng, trong đó có lựu pháo. Các quan chức Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin trên. Nhà Trắng tuần trước cho biết đã cung cấp hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Các lô khí tài cung cấp cho Ukraine bao gồm tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin. Lầu Năm Góc dự kiến tổ chức cuộc họp với lãnh đạo của 8 nhà sản xuất khí tài hàng đầu Mỹ hôm nay đi thảo luận về khả năng đáp ứng nhu cầu của Ukraine nếu cuộc xung đột kéo dài nhiều năm, theo hai nguồn tin am hiểu vấn đề. Sau một tháng rưỡi mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Nga rút quân khỏi khu vực quanh thủ đô Kiev và thành phố Chernihiv để tập trung vào vùng Donbass miền đông Ukraine. Giới chuyên gia đánh giá trong những trận tới đây ở miền đông, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ phải đối mặt với điều kiện và hình thái chiến đấu khác hoàn toàn so với giai đoạn chiến sự đầu tiên. Trong bối cảnh này, Kiev đã thúc giục các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ khí tài hạng nặng, đặc biệt là tiêm kích, xe tăng và tên lửa phòng không cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Nga có thể tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn trong tuần này. Ukraine tịch thu 10 tàu Nga tại cảng Odessa Cục điều tra quốc gia Ukraine SPI ngày 12 tháng 4 thông báo tịch thu 10 tàu Nga đang được bảo dưỡng tại cảng Odessa với mục đích quốc hữu hóa chúng, các điều tra viên của SBI được hỗ trợ bởi lực lượng bảo vệ bờ biển và đơn vị 17 của lực lượng biên phòng đã ngăn 8 tàu chở hàng và 2 tàu chở dầu Nga đang được bảo dưỡng tại cảng Odessa rời khỏi Ukraine. Những tàu này có liên quan đến các hoạt động hậu cần của Nga trên biển Đen và sông Danube, SBI đưa ra thông báo. Theo cơ quan này, họ sẽ tiếp tục nỗ lực để phát hiện và quốc hữu hóa các tài sản của Nga. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ngày 10 tháng 3 ký một đạo luật cho phép giới chức nước này tịch thu tài sản thuộc về Nga và các thực thể của Nga. Vào ngày 1 tháng 4, Quốc hội Ukraine thông qua luật sửa đổi, trong đó mở rộng thẩm quyền tịch thu tài sản bị quốc hữu hóa, bao gồm cả tài sản của công dân Nga và các cá nhân có liên hệ với Nga. Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal ngày 8 tháng 4 tuyên bố tất cả tài sản của Nga sẽ được quốc hữu hóa tại Ukraine. Nga ngày 24 tháng 2 mở chiến dịch quân sự nhằm phi quân sự hóa, phi phát xít hóa Ukraine. Sau hơn một tháng chiến sự, Nga rút quân khỏi khu vực quanh thủ đô Kiev và thành phố Chernihiv để tập trung vào vùng Donbass. Giới quan sát cho rằng, lý do Nga chuyển trọng tâm là muốn thu hẹp phạm vi chiến dịch để tìm kiếm chắc chắn chiến thắng. Tổng thống Nga Putin ngày 12 tháng 4 tuyên bố không còn lựa chọn nào khác ngoài thực hiện quyết định đúng đắn là mở chiến dịch quân sự ở Ukraine để đạt được mục tiêu cao cả. Ông khẳng định giao tranh với các thế lực chống Nga ở Ukraine là không thể tránh khỏi. Một mặt chúng tôi đang giúp đỡ và cứu người, mặt khác chúng tôi chỉ đơn giản là thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh của chính nước Nga. Rõ ràng chúng tôi không có lựa chọn, đó là một quyết định đúng đắn, ông Putin nói. Tổng thống Nga cho biết mục tiêu chính của Moscow khi mở chiến dịch quân sự là cứu những người dân vùng Donbass ở miền đông Ukraine, nơi quân ly khai cho Nga hậu thuẫn đã chiến đấu với quân đội Ukraine kể từ năm 2014.